Đấy, đi từ cầu Gạch Cha mình đi qua, đây là Lê Văn Khương, sau lưng là Lê Văn Khương phải không? Rồi mình đi qua cầu Gạch Cha là bên này cầu Cha là quận 12. Còn qua cầu Gạch Cha là Bình Mỹ rồi đó. Bên này quận 12 Hóc Môn. Quận 12 chứ. Còn qua bên kia là còn đây như Hóc Môn á, nhưng phải quận 12. Vậy là Hóc Môn cũng giáp quận 12. Bên này gọi ta là Hóc Môn, còn qua bên kia là Bình Mỹ. Bình Mỹ Củ Chi. Bình Mỹ Củ Chi. Sông này thì bên tay phải này là đi lên Bình Dương. Sông này sông gì? Sông thì chả biết sông gì, nhưng mà sông cầu Gạch Cha mình cứ hiểu là sông của cầu Gạch Cha. Thôi sông Sài Gòn, nó nhánh cái sông Sài Gòn chắc chắn rồi đó. Cầu Gạch Cha này đẹp chứ không? Đẹp, lớn nha. Đẹp, đường lớn mà. Đặt con tay danh đó, nó khá rung. Đặt kìa. Đường này đẹp lắm chứ. Đẹp. Đường này Hai Di Phiên. Nó gọi là tỉnh lộ 9. Tỉnh lộ 9 hay 8? Tỉnh lộ 9. 8 hay ra chứ. 9 thì em nhớ là nó ghi là tỉnh lộ 9. Nhưng mà đây là ghi là đây là thuộc Bình Mỹ Củ Chi đây này. Bình Mỹ Củ Chi đó. Vừa qua cầu thì chào là Bình Mỹ Củ Chi. Hà Duy Phiên. Đây trên này em có trong ngay tỉnh lộ 9 đúng rồi. Sau nãy nó ghi hướng tỉnh lộ 8 mà thôi, giờ qua đây tỉnh lộ 9. Hà Duy Phiên, đường Hà Duy Phiên. Đó, Hà Duy Phiên là tỉnh lộ 9 luôn đó. Tỉnh lộ 9 đúng rồi. Thì mình đi từ cầu Cha lên á, chút xíu là nó qua một cái đường, nó gọi là đường Bình Mỹ luôn, bên quẹo trái nó qua ủy ban, ngay chỗ ủy ban á, thì bên tay trái nó lại có đường Bình Mỹ. Còn mình đi qua cầu Bình Mỹ luôn, đường Bình Mỹ luôn. Đó, đường Bình Mỹ đó, thấy không? Dạ đi chút xíu là đường Bình Mỹ, mình đi thẳng luôn. Mình đi tới cầu Bình Thuận. Đi thêm chút khúc nữa là tới cầu Bình Thuận. Đó, đường Bình Mỹ, quẹo trái là đường Bình Mỹ này. Trạm y tế của Bình Mỹ. Nó này nó nhớ lắm, đi mình đi qua cầu Cha mình đi lên nó có một cái cầu Bình Thuận nữa. Ngay đó đi một cái đường thẳng một phải không? À, một đường thẳng một à. Đi tới nó chút xíu nó có một cầu Bình Thuận. Thì ngay cái cầu Bình Thuận nó có một cái đường bên tay trái á, đường nhỏ. Nó kêu là ở ngoài đầu đường thì nó có một cái gọi là cái nhà biệt thự nó hơi đặc biệt. Nó để là nhà Việt. À vậy. À, để biệt thự nhà Việt. Nhà vườn Việt chứ, nhà Việt trong bản đồ Google Maps để luôn đó. À vậy. Đổi đúng cái tên cái nhà đó luôn. Thì cái đúng cái nhà đó là mình đi, nếu mà đi đường xe ba gác xe máy đó, xe nhỏ thì để đi cầu chú cua nha. Vậy là qua hai cầu chứ, từ cầu Cha lên qua chú cua mới tới cầu Thuận. Thì tới cầu Thuận nó có cái chỗ nhà vườn Việt đó, thì nó có một cái đường quẹo vô, đường đó là đường xe máy xe ba gác đi được, thì đi vô được đất luôn, đi thẳng tới đất luôn đó. Nhưng mà mình đi xe hơi thì mình đi lên thêm chút kia, mình vòng lại đi tới đường này. À, thêm cầu ông huyện nữa, hai cầu lận.
quên, vậy là mấy cầu nhỏ nhỏ không để ý. Cầu Chúa Cua, cầu ở Ông Huyền, rồi xong mới tới cầu Bình Thuận. Đấy là cầu gì đó mày? Ba cầu mười lớn. Chắc và ba cây, ba cầu nhỏ, ba cây cầu nhỏ. Trước mà còn cầu nữa kìa. Đó là Bình Thuận đó, chắc Bình Thuận rồi đó. Ba cây cầu nhỏ. Ở đây sông rạch nó nhiều đó. Thành ra mấy cái rạch rồi này kinh. Đấy là tỉnh lộ 9 thấy không? Đó ghi tỉnh lộ 9 đó, có chỗ thì ghi tỉnh lộ 9. Đó cầu Bình Thuận đó thấy không? Bây giờ ba cầu nhỏ là tới cầu Bình Thuận. Đâu là đi đi thẳng đây, anh đi thẳng đây chút xíu qua cái cầu nó có một cái chỗ cái nhà vườn Việt á là ngay đó là đúng đất của mình á, đi từ từ thôi. Nó có cái biệt thự rất là đặc trưng. Từ cái nhà đó. Đây 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 dừng lại cho mình đi thẳng vô là đất là trong đó đó. Nhà vườn Việt bất động sản. Rất là đặc trưng. Còn đây mình đi thẳng lên á, nó có một cái đường nó gọi là đường ra cảng, nó đường ra bến đò Bình Mỹ. Đi vòng lại, đi xe hơi mình đi vòng lên chút xíu. Cũng gần tới rồi đó. Hình như qua cái cầu này. Cầu thi đua vậy nè. Không qua luôn, mình qua luôn. Qua luôn hả? Qua luôn. Đi thêm một khúc xíu nữa. Nãy chỗ nhà vườn Việt đó là nó đi xe máy là đi vô đường đó được. Được, đường vô tới đất luôn đó. Đất nó cũng mở một cái, nó có mua một cái đường mà 3 mét để đi vô đất luôn mà. Từ cái đường đó nó vô đất luôn á. Đây dừng lại. Đó, đây, bến đò ha. Đó, đó bến đò đó không? Bình Dương đó, 300 mét á. Từ trong 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 chính. 569 phải không? Từ trong trong chính á, đúng rồi. Đây này. Đó, vừa qua cầu thượng chút xíu. Rồi, có quay. Rồi, với cái đường đó này, ta đường nữa này, một cái chính đường có cảng này. Có, ông qua quay. Cảng với bến đò. Có, ông qua quay. Đó, đi theo cái đường này, đường xe hơi, xe tải vô luôn nè. Rồi tới ngay bến đò. Đó, cái chỗ mà nhà Việt nãy mình đi tới đây là tới đụng đất mình rồi nè. Còn đây mình đi vô sâu hơn chứ. Đây có công ty gì lớn này, công ty bảo vệ Hải Vương này. À, này mình không tụi Hải Vương. À, cái sông này kìa. Đó, đó cái bến đò Bình Mỹ đó, bến đò Bình Mỹ nè. Bến đò này thì nó đi qua hình Bình Dương. À, nó qua Bình Dương hả? Qua Bình Dương đó, cái sông một chút xíu qua Bình Dương. Đó, tới đây mình quẹo phải, mình đi ngược lại nè. Ngay đây có biệt thự đẹp lắm nè. Đây mấy bên hông nè. Biệt có... thự Lan Nguyễn. À, đây là... Lan Nguyễn nè. Còn trước mặt có cái nữa nè. Trước mặt nè, có biệt thự này nữa nè. Khu này, xấu này. Khu này, khu đại gia này đó. Đó. Thấy không, thì miếng đất mình có một miếng bên tay trái bờ sông nè. Một miếng bên tay phải luôn nè. Như Lan Nguyễn là bên phải. Còn biệt thự đất này là bên tay trái nè. Đó là hàng rào đèn đẹp nè, thấy không? Hàng rào là dùng biệt thự rất là đẹp. Khi cái biệt thự bên tay trái là xóm 6 này nè. Thì mình có miếng đất bên tay trái vậy luôn. 800 m, hơn 800 m. Còn một miếng đất giống như Lan Nguyễn bên phải là 2400. Hai miếng đất bên trái cũng có, bên phải cũng có. Đất trồng cây lâu năm hay đất lúa? Bên trái là lúa, còn bên phải là trồng cây lâu năm cộng lúa. Vậy nó hai thửa hả? Rồi, hai thửa. Không, thấy bên phải là hai thửa luôn hả? Bên phải là một thửa. Một sổ nhưng hai một thửa sổ, chứ? Một sổ nhưng mà nó có hai loại đất. Hai loại đất là hai thửa rồi. Không, nó một sổ rồi. Nó một loại đất, một sổ rồi. Thì nó chết nó ghi sao? Nó ghi là bao nhiêu đất vườn đó và bao nhiêu đất lúa vậy đó. Ừ, nó phải có thửa nó mới ra được chứ. Không biết sao nó ghi vậy. Không có thửa làm sao mà là thửa nào là đất... Có thể hồi xưa nó một cái lúa xong nhìn nó lên thổ cư, lên đất vườn nó lên được ít rồi. Chắc nó không cho lên hết thì sao, hay là nó không đủ tiền gì, nó không hiểu. Rồi tới bên trái cũng có, bên tay phải. Bên tay phải thì xây nhà nhiều hơn, bên tay trái cũng có, thấy không? Anh thấy có biệt thự ngay chỗ bến đò đó. Ở trong này là cũng dễ là sau này mặt tiền công viên, trái có thể nó làm công viên bờ sông. Đúng rồi.
nó giống như cái kiểu Vũng Tàu anh theo cái đời mới cái đường mà gần cặp sông biển Vũng Tàu đó. Nè, bên tay trái nè, nè không cũng có nè, bên trái thì là được cái giáp biển giáp sông, còn bên phải thì nó xây nhà kiên cố hả, kiểu vậy đó. Là không là hai cái biệt thự này qua cầu, một cái cầu nhỏ từ chỗ bến đò đi qua là cái này hai cái cầu nhỏ, thấy không, thấy không, thấy cái biệt thự này không, cái bên tay trái nè, đây là làm như y như giả biệt thự đó, thấy không, đẹp không. À, bên tay phải nè, đây cũng làm biệt thự nè, thấy không, mình làm được cả hai luôn á, tại mình cả trái cả phải à. Đây, đây có làm một hàng rào nè. Anh đi từ tà hình như mình đâu đây rồi nè. Hình như qua chỗ này là tới rồi đó. Rồi, chắc đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đúng ở chỗ này rồi. Là có móc chị dây đó, đó để xuống chị dây cần đây phải không, chị mới đốt đây đây đây, đây đó, nó đó, đó.